một điểm duy nhất ở trong phân khúc tính đến thời điểm này. 130. Chiếc xe này đúng thật là không hổ danh là nhà vua quay trở lại. Không quá khi nói rằng Kia Seltos là mẫu xe đã định hình lại phân khúc gầm cao cỡ B tại thị trường Việt Nam, với doanh số luôn nằm trong top đầu, thậm chí đã trở thành một hiện tượng lúc bấy giờ. Tuy nhiên, vị thế cũng có những lúc thay đổi, bởi 4 năm là khoảng thời gian thị trường đã tiếp nhận thêm rất nhiều cái tên mới. Và ngày hôm nay, nhà vua đã quay trở lại. Đứng ngay cạnh mình đây là Kia Seltos 1.5G Premium 2024. Còn mình là Tây Anh, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube AutoPro. Mỗi hãng xe thì đều có những ngôn ngữ thiết kế riêng. Và với Kia Seltos, đó là Opposite United, với rất nhiều đường góc cạnh tạo nên sự bề thế cho một chiếc xe. Nếu có ai đó hỏi mình rằng đứng từ vị trí của mình sẽ cảm thấy ấn tượng ở đâu, mình sẽ trả lời ngay đó là cụm lưới tản nhiệt này đã được mở rộng hơn, chia rõ làm hai tầng, sơn đen, mũi hổ cũng lớn hơn. Nhưng hãy để ý thêm một chi tiết, đó là cụm đèn ban ngày được lấy cảm hứng từ Star Map kéo sâu vào tận bên trong, nên khi nhìn vào buổi tối sẽ còn ấn tượng hơn nữa. Và hãy nhìn thêm cụm đèn xi nhan, bây giờ đã tạo hiệu ứng dòng chảy. Chuyển sang phần thân, vẫn là những đường gân dập nổi khiến cho chiếc xe trông khỏe khoắn, mạnh mẽ. Tuy nhiên, điểm mới chúng ta dễ nhận thấy đó là một bộ mâm kích thước 17 inch với kiểu tạo hình hình khối xếp chồng lên nhau. Cuối cùng là phần đuôi, rất dễ để nhận ra đây là phiên bản mới phải không nào, với cụm đèn hậu nối liền, 4 cảm biến phía sau, và ở phiên bản Premium, người dùng cũng có cốp đóng mở điện. Nếu như nhìn ở phía bên ngoài mới chỉ làm cho bạn cảm thấy cũng có một chút sự thay đổi đấy, thì bước vào bên trong nội thất, mình cá với các bạn rằng sẽ là một sự wow đấy. Và mình cũng hiểu thêm rằng tại sao phân khúc này lại trở nên cạnh tranh khốc liệt bậc nhất. Bởi vì như các bạn thấy đây, Kia Seltos 2024 với một màn hình kéo dài panoramic, và mỗi màn hình này có kích thước 10,25 inch. Đáng chú ý, trên Seltos phiên bản Premium này thì có thêm Apple CarPlay hay là Android Auto không dây. Và thường là kết nối không dây thì sẽ có một chút độ trễ phải không nào. Nhưng mà ở đây rất mượt mà, màu sắc đẹp, mình không có điểm gì để phải phàn nàn. Và xuống dưới thì chúng ta sẽ có điều hòa tự động hai vùng độc lập, có thêm sạc không dây và chế độ lái. Và với phiên bản Premium mình đang sử dụng thì sẽ có 3 chế độ, gồm có Eco, Normal, Sport, cộng thêm 3 chế độ bổ trợ Snow chạy trên đường tuyết, Mud chạy trên đường bùn và Sen chạy ở trên đường cát. Một điểm khác nữa thì đây vẫn luôn là ưu điểm của xe Hàn rồi, đó là làm mát ghế. Mình thích điểm này bởi vì khi mà mình đi vào mùa hè, mình không có sợ bị nóng lưng. Chuyển sang vị trí của mình ngồi nhá, thì đây là ghế da, mình thấy da này khá mềm, mình ngồi cảm thấy thoải mái. Một điểm duy nhất ở trong phân khúc tính đến thời điểm này, đó là HUD trên ở kính lái. Khi mà nhìn vào đồng hồ sau vô lăng thì bây giờ đã được lấy cảm hứng từ người đàn anh Sorento, một màn hình rất đẹp, trực quan, nét và có thêm cảm biến áp suất lốp. Vô lăng này thì là vô lăng bọc da, có lẫy chuyển số. Và ngoài chức năng ga tự động Cruise Control thì bây giờ đã có thêm giới hạn tốc độ Speed Limit. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xuống hàng ghế thứ hai để xem còn có điểm gì khác không nhé. Bước xuống hàng ghế thứ hai, có thể hiểu một phần lý do vì sao mà Kia Seltos lại có thể thành công tại Việt Nam, đó là bởi không gian ở hàng ghế này. Như các bạn thấy, đây là khoảng trống đầu gối của mình, khoảng sáng trần, và như thế này vẫn chưa phải là độ ngả sâu nhất. Ngả sâu nó là như thế này cơ. Ngồi rất thoải mái, có bệ tì tay, ghế da mềm, cửa gió ở phía đằng sau, và bây giờ cổng sạc thì đã nâng cấp lên loại Type-C. Nội ngoại thất thì cũng đã có nhiều điểm mới, và bây giờ sẽ là phần trải nghiệm. Nhưng mà trước khi bước vào phần trải nghiệm thì mình cũng muốn nói với các bạn, người tính không bằng trời tính, trời đang mưa rất to, thế nên nếu như trong quá trình ghi hình các bạn có bị ảnh hưởng một chút bởi tiếng mưa hay tiếng gạt mưa thì rất mong các bạn sẽ thông cảm cho mình nhé. Nhưng mà tuy vậy thì mình nghĩ rằng với điều kiện trời mưa như thế này mà chúng ta lại test khả năng của xe ở trong một điều kiện đã được set up, gọi là một đường thử đấy, mình có thể cho xe đạt đến giới hạn về khả năng tăng tốc hay là khi mà mình vào cua với điều kiện trời mưa thì nó sẽ như thế nào. Trước tiên thì nếu mà để nói về khả năng tăng tốc thì chúng ta phải điểm qua lại về động cơ. Thì 3 phiên bản của Kia Seltos sẽ sử dụng động cơ 1.5 Smartstream 1.5G cho công suất cực đại đạt 113 mã lực, 144 Nm mô-men xoắn, kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Đây là đều là những điểm mới đúng không ạ? Ngày trước thì có động cơ 1.6G hút khí tự nhiên hay là động cơ 1.4 lít tăng áp,
nhưng bây giờ thì là một động cơ 1.5 mới và lại là hộp số vô cấp CVT, thì có thể là mọi người sẽ e ngại, nhưng mà theo mình thấy thì đây có vẻ là một xu hướng chung của phân khúc gầm cao hạng B tại thị trường Việt Nam. Bởi nếu như các bạn soi xét với các đối thủ có mặt ở trong phân khúc hiện nay thì gần như đều sử dụng kiểu động cơ như thế này. Và thậm chí nếu mà nói về moment xoắn hay là về mã lực thì chiếc Kia Seltos ở đây nó còn nhỉnh hơn một chút. Còn nếu như mà các bạn vẫn muốn có động cơ tăng áp thì đáng mừng là phiên bản GT Line sẽ sử dụng động cơ 1.5 lít tăng áp, tức có nghĩa là nó còn hơn cả phiên bản Prevalip. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thử khả năng tăng tốc của Kia Seltos phiên bản Premium. Trước tiên thì chúng ta sẽ thử chế độ Normal. Bắt đầu 3, 2, 1. Ui, nhấc cả đầu lên này. Ôi, hộp số CVT đấy các bạn ạ. Ồ, 60 rồi, ôi, nhanh quá. Được đấy, 80. Nào, 100 đến nơi nào. 100. Ồ, khá bất ngờ đấy, khá bất ngờ đấy. Có nhấc đầu xe lên này. Thế nếu như mà giả dụ mình đi ở ngoài thực tế đi, mình đang đều 60 nhá, 60 mà mình cần phải tăng tốc vượt xe này, 59 này, đạp ga này. Có hơi trễ một chút thôi, một chút thôi. Rồi, 85. Được, được, 87, ok. Nhưng mà rõ ràng là tiếng động cơ khi mà mình đạp sâu chân ga thì nó có rội vào trong khoang cabin. Còn nếu như mà nhẹ nhàng, ừ, nhẹ nhàng, chỉ có khi mà mình đạp cố lên, đó, nó sẽ có tiếng. Vậy thì để xem chế độ Sport thì nó có hiệu quả hơn hay không nhá. 3, 2, 1. Lên 70, 90 rồi. Và 100. Khá ấn tượng đấy. Chế độ Sport thì mình thấy chân ga nó dính hơn, và vô lăng này thì rõ ràng là siết cứng hơn hẳn so với chế độ Normal. Và tiếp tục lại là một bài thử như vừa xong. Nếu như mình 60 đều, 60 đều nào, 60 đều. Rồi 59, 60 nhá, đạp cái sâu chân ga này. Có. Mình nghĩ rằng với động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên và hộp số vô cấp CVT thế này, để mà đi ở ngoài đường trường, ở ngoài thực tế thì mọi người hoàn toàn có thể yên tâm trong việc vượt xe. Tuy nhiên nó sẽ có một chút khoảng trễ ban đầu một chút xíu thôi, nhưng mà có thể bắt được vào tua rất nhanh. Ok, và đây là một cua mình cũng rất thích, để xem nào. Ồ, phản ứng thân xe tốt đấy chứ. Và đây là những gờ nổi đầu tiên. Ok. Và trong một đường thử đã được biệt lập sẵn thì mình muốn thử xem là giới hạn tốc độ như thế nào và quãng đường phanh ra sao. Chuẩn bị, mình sẽ làm lại một lần nữa ở chế độ Sport. 3, 2, 1. Đấy, tiếng động cơ lọt vào. Và 80, 90. Rồi 100 rồi. Trời mưa đấy các bạn ạ. 130, 135, 140. Vẫn chưa thấy đuối. 150 km/h, fine. Có thấy ABS. Rất dịu, rất dịu. Thậm chí nếu mà có thể liều hơn nữa thì mình nghĩ rằng ngâm ga được nữa đấy. An toàn, được, được. Mình rất khoái. Không nghĩ rằng là Seltos với một động cơ mới như thế này, không còn là động cơ 1.6 hay là 1.4 lít tăng áp, mà vẫn có thể cho mình được những cái điều khá vui vẻ. Bởi vì nếu như mà xét ở trong phân khúc đấy, như mình đã chia sẻ là các đối thủ bây giờ gần như đều đang sử dụng động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên. Và mình nghĩ rằng với việc hộp số vô cấp CVT như thế này, mọi người thường nghĩ rằng là nó có phần buồn tẻ. Nhưng mà mình thấy sự êm ái là có, và một phần nữa là về hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu. Thì mình nghĩ rằng để chuyển sang với một động cơ dung tích 1.5 và hộp số vô cấp CVT như thế này thì đó cũng là một điều hợp lý. Và dĩ nhiên thì với những ai mà thích về trải nghiệm lái hơn thì vẫn còn hộp số DCT, là hộp số liên hợp kép 7 cấp và động cơ tăng áp 1.5 lít tăng áp. Thậm chí là nó còn vượt trội hơn so với cả phiên bản của năm ngoái là 1.4 lít tăng áp ở phiên bản GT Line. Nên những cái thắc mắc từ chính bản thân mình xem là hộp số vô cấp CVT và động cơ 1.5 lít trên Kia Seltos 2024
nó có thật sự đáng ngại không, thì mình nghĩ rằng với điều kiện mà lái thường ngày thì như thế này là rất ổn rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thử hệ thống treo. Bây giờ sẽ đi qua đoạn đường sỏ ấy. Vẫn thế êm nhé. Thế này, không có dập dềnh ở phía đằng sau. Thử nào, căng hơn này. Hết. Dập tất dao động, tốt đấy, tốt đấy. Không biết là với phiên bản khi mà bán ra ngoài thị trường đi ở thực tế thì nó có khác với những đoạn đường thử ở đây không? Nhưng mà rõ ràng thì ấn tượng ban đầu của mình là tốt. Và bây giờ sẽ là một đoạn cua mình rất thích để mình có thể xem đường ướt. Vô lăng này thì mình vẫn muốn là siết cứng hơn. Nhưng mà đang ra về khoảng vận tốc 50 km/h. Thân xe ổn định. Lắc. Gọn đấy, được. Với một chiếc xe ở phân khúc hạng B như thế này thì rõ ràng là Seltos đang mang tới cho mình một thiện cảm tương đối rõ rệt. Tiếp tục tăng ga, ok. Và bây giờ nói về công nghệ an toàn một chút, thì ngoài những tính năng an toàn rất cơ bản mà một chiếc xe cần phải có, thì phiên bản 1.5G Premium mình đang lái thì sẽ có thêm 6 túi khí, có thêm hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, hay là có thêm một tính năng nữa, đó là hỗ trợ phòng tránh va chạm phương tiện cắt ngang ở phía sau. Một chút như vậy thôi. Còn đương nhiên là video hôm nay về trải nghiệm lái của mình thì nó vẫn chưa được đầy đủ đâu. Và mình sẽ phải hẹn lại các bạn ở trong một video đánh giá chi tiết hơn. Có đi đường đô thị, có đi đường dài, đi một chuyến trip chẳng hạn, thì sẽ có nhiều cảm nhận hơn. Tuy nhiên thì những trải nghiệm ngắn của mình ngày hôm nay thì nó cũng khá rõ rệt. Ví dụ như là mình đã có thể lên đến 150 km/h và phanh, rồi thử khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h ở chế độ normal hoặc là sport. Thì nhìn chung là Kia Seltos làm khá tốt nhiệm vụ của mình, và mình cũng đã giải đáp được những thắc mắc của mình khi mà sử dụng sang một động cơ mới và một hộp số vô cấp mới. Chiếc xe này đã đem tới cho mình rất nhiều thiện cảm, và mình nghĩ trong thời gian tới thì chiếc xe này đúng thật là không hổ danh là nhà vua quay trở lại. Kia Seltos 2024 là một thành công của hãng xe Hàn Quốc khi ngay trong ngày đầu mở bán đã nhận về 13.000 đơn đặt hàng, và trong tháng đó là 31.000 đơn. Không chỉ nổi danh tại thị trường quê nhà mà còn thành công ở thị trường Ấn Độ và ở Việt Nam, Kia Seltos vẫn là mẫu xe bán chạy bậc nhất. Và với phiên bản 1.5G Premium ngày hôm nay, mình thấy đây thật sự là một đối thủ đáng gờm, là một mẫu xe phù hợp để có thể di chuyển trong đô thị hàng ngày, thỉnh thoảng đi chơi xa. Còn các bạn, mọi người nghĩ sao về Kia Seltos 2024? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.